một người đàn ông nằm cạnh một người con gái, nhưng thật khó tin rằng người con gái này chưa bao giờ nhìn thấy rằng người đàn ông lạ mặt này đã chọc gậy vào mình suốt nửa năm qua. Mỗi khi đêm đến, sau khi người con gái đã ngủ say, người đàn ông bỏ ra từ gầm giường, sau đó lấy ra chai thuốc mê, nhẹ nhàng chụp vào mũi người phụ nữ, khiến cô gái dần dần mất đi ý thức. Tiếp đến hắn dùng bàn chải của cô để đánh răng, rồi lại cẩn thận để lại đúng vị trí ban đầu. Sau khi tắm rửa, hắn cũng rất cẩn thận làm sạch lông tóc, hắn không mặc gì cài đặt báo thức, sau đó chậm chậm leo lên giường của người phụ nữ, thọc gậy bánh xe rồi 4 giờ sáng hôm sau thức dậy đúng giờ, còn cẩn thận đắp chăn lại cho cô gái. Khi Ung Min thức dậy cảm thấy đau đầu mệt mỏi, nhưng cô vẫn không hề nhận ra đây là ảnh hưởng của việc dùng thuốc gây mê. Khi cô vệ sinh cá nhân xong liền đổ sữa ra uống, thì phát hiện hộp sữa đã vơi đi nhiều, tuy nhiên cô cũng không để tâm, còn xếp lại đôi giày da nam ngay ngắn đặt ở cửa, để làm cho kẻ đột nhập tưởng rằng ở trong nhà có đàn ông. Sau khi cô khóa cửa thì phát hiện bảng mật mã khóa cửa bị mở ra, nhìn kỹ có thể trông thấy vân tay. Khi Ung Min liền lấy áo lo nó đi, sau đó đổi lại mật khẩu mới cho chắc. Cô gái vốn độc thân và làm việc tại một ngân hàng, ngày đầu tiên đổi mật khẩu, cô đang chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy khóa cửa kêu lên, có người đang cố đột nhập vào nhà. Cô gái nín thở trong bóng tối chậm chậm bước ra, sợ hãi đến mức không dám ra ngoài. Chờ đến khi bên ngoài yên lặng, cô hé mắt qua cửa để xem thì bên ngoài không có một ai, mà chỉ có một mẩu thuốc lá rơi trên mặt đất. Cảnh sát nói chưa có gì xảy ra nên chưa thể lập án, thật là cạn lời mà. Chẳng lẽ đợi có gì nguy hiểm xảy ra rồi hối hận một thể hả? Lần này báo cảnh sát mà chẳng làm được gì. Đêm xuống, sau khi Ki Ung Min say ngủ, người đàn ông lại bước ra từ trong toilet, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô. Sáng sớm hôm sau, cô thức dậy bởi tiếng chuông báo thức và vẫn đau đầu như vậy. Vụ cậy khóa cửa đêm qua gây nên nỗi sợ hãi, tạo cho cô ấy sự thôi thúc đổi nhà mới. Nhưng giá thuê lại đắt quá, đúng là một ngày thật sự bất an. Trong lúc làm việc, cô gặp một khách hàng biến thái. Hắn nằng nặc đòi đưa cô đi uống cà phê. Cũng may trưởng phòng Kim đến đuổi người đàn ông đó đi. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Cứ đợi đấy, về nhà sau khi tan sở, khi cửa thang máy sắp đóng lại, đột nhiên một người đàn ông bước vào. Nhưng hắn không ấn số tầng. Ki Ung Min rất cảnh giác, đợi người đàn ông bước ra trước rồi mới bước ra theo sau. Khi thấy người đàn ông thực sự sống ở tầng này, cô mới yên tâm. Ban đêm khi Ki Ung Min đi ngủ, một người đàn ông chui ra từ gầm giường. Người đàn ông đeo găng tay vào lấy thuốc mê ra. Sau khi làm cô hôn mê, hắn ngồi cạnh giường. Hắn thản nhiên dùng bàn chải của cô để đánh răng. Sau khi tắm xong, cẩn thận dọn dẹp sàn nhà tắm. Hắn làm mọi thứ rất nhẹ nhàng quen thuộc. Hắn lấy chiếc đồng hồ đeo tay cài đặt báo thức, mở chăn ra và trèo lên giường, ôm lấy cô gái thọc gậy bánh xe rồi đi ngủ rất tự nhiên. Chuyện như thế này hắn đã làm suốt nửa năm mà cô lại không hề hay biết gì cả. Thời gian dài bị chút thuốc mê khiến đầu óc cô trở nên mệt mỏi, cả người phờ phạc như say rượu. Điều làm cô thấy vui là cô đã trải qua 18 tháng thực tập, cô sắp trở thành nhân viên chính thức. Hôm nay khi tan làm không may lỡ mất chuyến xe buýt, tên biến thái làm phiền cô ở ngân hàng lại xuất hiện. Hắn cứ kéo tay nằng nặc đòi đưa cô về nhà. Cũng may trưởng phòng Kim lại đến, đích thân lái xe đưa cô về tận nhà. Sau khi cô về nhà thì thấy nhà mình mất điện, cô dùng đèn điện thoại kiểm tra, là trưởng phòng Kim. Hóa ra lúc nãy xuống xe vội quá, cô để quên ví tiền trên xe. Sau khi trưởng phòng Kim giúp cô khôi phục điện và cũng nhìn thấy quần áo nam mà cô bày trong nhà, thấy sếp hiểu lầm mình, cô vội vàng giải thích, bởi vì sống một mình sợ có kẻ soi mói nên mới bày quần áo nam cho yên tâm. Trưởng phòng nói muốn mượn toilet, Ki Ung Min vội vào trước, dọn dẹp đồ đạc của mình đi, nhưng bất ngờ thấy bệ xí đã được nhấc lên. Cô bỗng nhiên cảm thấy bất an quá, trưởng phòng Kim làm sao biết số nhà của cô mà lên đây? Ki Ung Min đặt ra câu hỏi, trưởng phòng chưa kịp trả lời, cô sợ quá liền chạy mất lấy cớ nói đi mua cà phê. Trưởng phòng Kim lạnh lùng đóng cửa. Khi cô quay trở lại đã đi cùng hai sĩ quan cảnh sát. Đột nhiên cô thấy khó xử, lỡ như kẻ đột nhập hôm đó không phải trưởng phòng thì sao? Cảnh sát thấy cô do dự bèn bước đến mở cửa ra thì đã thấy trưởng phòng chết ngắc. Rất nhanh cô trở thành kẻ tình nghi, bị cảnh sát đưa về đồn thẩm tra. Dựa trên chứng cứ cảnh sát thu thập, sau khi Ki Ung Min rời đi thì trong phòng xảy ra ẩu đả, cũng có nghĩa là trong nhà không chỉ có mình trưởng phòng mà còn có người thứ ba ở hiện trường nữa. Nhưng cảnh sát cũng vẫn tạm giam cô suốt một đêm, bằng chứng không đủ, sáng hôm sau phải cho cô về. Ki Ung Min ra khỏi đồn cảnh sát bèn đến ngân hàng luôn. Giám đốc ngân hàng mới hôm trước định thăng chức cho cô, rồi lại sa thải cô không thương tiếc vì vụ án vừa rồi. Xui thật, mưa bão ập đến cô liên tục, cuộc sống của cô trở nên tồi tệ hơn. Sau khi trở về nhà, Ki Ung Min chợt nhớ ra, có thể camera giám sát có thể ghi hình được kẻ đột nhập vào nhà cô. Khốn nạn, thay camera của khu hành lang đều là giả, chỉ có cái trong thang máy là đồ thật. Sau khi cô nhập mật khẩu, trầm tư nhìn vào khóa cửa, để cho an toàn cô gọi anh chàng bảo vệ tới giúp cô xem xét các ngóc ngách trong phòng, thấy không có gì lạ cô mới yên tâm hơn. Nhưng trong lúc dọn dẹp nhà cửa, cô tìm thấy một chiếc thẻ ra vào phòng. Cô thử quẹt lên cửa không phải của phòng mình, nhớ lại lời anh chàng quản lý nói, cô dùng thẻ này kiểm tra từng người một, từ tầng 10 xuống đến tầng 9, sau đó là tầng số 8, phòng nào cũng thử một lần, cho đến tầng số 7, căn phòng 701 cũng là tầng mà cô sống. Không có ai ra mở cửa nên cô từ từ bước vào trong nhà. Căn nhà phủ đầy bụi bặm, hình như đã bỏ không lâu lắm rồi. Dựa vào biên lai trên bàn,
bạn thân của cô ở ngân hàng tra ra tên tuổi của cô gái tầng 7, còn có tất cả lịch sử giao dịch của cô. Họ phát hiện ra, cô gái ở tầng 7, vào 1 giờ chiều hàng ngày mua đồ trị giá 3.200 won tại một cửa hàng tiện lợi. Vì vậy đôi bạn thân bắt đầu đi điều tra, đột nhiên có một người thanh toán 3.200 won, và thời gian cũng vừa hay là khoảng 1 giờ. Hai người liền vội bám theo, nhưng đi theo được một lúc thì cô gái biến mất, mà trước mặt lại là ngã ba đường. Đôi bạn thân bất đắc dĩ phải chia ra hành động. Khi Ung Min đi dọc theo con hẻm nhỏ bỗng nhìn thấy một con mèo, và đồ con mèo này ăn chính là hộp thức ăn giá 3.200 won. Cô đi theo chú mèo đến một cái sân, trong sân có nhiều loại hộp như thế. Cô đột nhập vào trong gõ cửa vài lần không ai trả lời. Bất chợt cô bị thu hút bởi cái khóa cửa, nhìn ổ khóa giống hệt nhà mình. Khi Ung Min rơi vào trầm tư, cô thử mật khẩu vài lần đều không đúng. Đang định rời đi, cô nghĩ ra thử mật khẩu giống nhà mình xem, quả là mở được rồi. Cứ như vậy cô rón rén bước vào trong, cảnh tượng trước mắt khiến cô bàng hoàng. Một cô gái bị trói và tiêm thuốc mê vào người. Trong lúc cô đang gọi cho cảnh sát thì hung thủ đã quay lại. Cô đành phải trốn ở dưới gầm giường, hung thủ một mình nói chuyện với cô gái hôn mê. Đột nhiên hắn làm rơi điện thoại, khi Ung Min sợ hãi co rúm hết mím. Cũng may hung thủ chỉ mò mẫm để lấy cái điện thoại. Qua lời hắn nói cô biết chính là kẻ đột nhập nhà cô. Nhân lúc hắn rời đi cô nhanh chóng bỏ ra ngoài. Bỗng đột nhiên hung thủ quay lại, cô vội trốn sau cánh cửa, và cũng nhìn thấy hai chân bị chặt cụt của cô gái kia. Tuy nhiên sợ hãi thế nào cũng không được lên tiếng. Đột nhiên chuông cảnh sát kêu lên khiến hắn tò mò. Nhân cơ hội này cô rón rén lẻn ra trốn vào trong bếp. Khi hung thủ đang dùng cưa cắt người cô gái ra, hình như Ki Ung Min va phải cái gì đó gây ra tiếng động. Hung thủ lập tức đi theo tiếng động. Cũng may hắn chỉ thấy con mèo thế mạng cho cô. Cô gái sợ hãi nhanh chân trốn đi. Nhưng ngay khi cô chuẩn bị lao ra khỏi phòng thì chuông điện thoại của cô réo ầm ĩ. Hung thủ hỏi có cần tôi trả lời điện thoại hộ không. Cô chạy như điên mà hung thủ cũng đuổi theo sát nút. Cô chạy thục mạng rồi trốn vào một tòa nhà. Đợi cho hung thủ rời đi rồi cô mới dám bước ra. Bất ngờ hung thủ kéo cửa cuốn lên. Lúc nguy hiểm bạn thân kịp thời dùng xe đẩy tông vào hắn. Hắn phản công khiến cô bạn ngã lăn quay. May thay cảnh sát tới đúng lúc, không thì hai cô bạn cũng chết rồi. Cuối cùng cảnh sát cũng tìm thấy xác cô gái trên sân thượng. Trên tay của thi thể có cài danh thiếp của Ki Ung Min. Cảnh sát triệu tập kẻ biến thái đã quấy rối cô. Hắn là thợ mộc hay dùng cưa và đeo đồng hồ giống hung thủ lúc nãy. Tất cả dấu hiệu đều cho thấy hắn là nghi phạm. Đoạn ghi hình cho thấy hắn bám theo Ki Ung Min. Tuy nhiên tại hiện trường vụ án không có vân tay của hắn. Bất đắc dĩ cảnh sát phải thả tự do cho nghi phạm. Ki Ung Min chuyển nhà mới bận bịu cả ngày, cuối cùng cũng dọn dẹp ổn thỏa. Tên biến thái biết cô chuyển đi lại gặng hỏi bảo vệ chỗ mới của cô gái, mà tên bảo vệ ngây ngô cũng trả lời luôn. Phía bên này khi cô gái vừa mới thư giãn một chút, bất ngờ có tiếng gõ cửa vang lên. Cô căng thẳng không dám lên tiếng, may thay chỉ là một hộp chuyển phát. Cô mở chiếc hộp ra xem, cô đứng hình co rụt hết cả em bé. Đó chính là chiếc điện thoại cô đánh rơi tại hiện trường. Trong điện thoại chứa đầy ảnh mà hắn chụp lén cô, chợt điện thoại đổ chuông. Hóa ra là hung thủ dùng điện thoại của bạn thân cô gọi đến. Hắn đang trú ẩn trong nhà của cô bạn thân. Cô hốt hoảng chạy đi nhưng chìa khóa duy nhất lại để quên ở nhà. Chạy thục mạng đến nơi, cô vội vàng đập cửa. Nhìn thấy hung thủ trong video sắp sửa cưa chân cô bạn. Trong cơn hoảng loạn cô thấy một bình chữa cháy. Cô cầm nó lên đập thật mạnh vào tay nắm khóa cửa. Nhưng bỗng tên biến thái đột ngột xuất hiện đấm Ki Ung Min ngã mạnh xuống đất. Tên biến thái cứ vậy định bóp chết cô. May làm sao cảnh sát kịp thời xuất hiện bắt hắn. Ki Ung Min tiếp tục phá khóa cửa vào phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này liền ngã quỵ xuống đất. Thật may bạn thân cô chưa bị sao cả. Cảnh sát cũng cho biết đã tìm thấy dấu vân tay tên biến thái ở hiện trường. Trước đây anh cảnh sát đã hiểu lầm Ki Ung Min, cảm thấy hối hận nên tặng cho cô camera giám sát ghi hình. Sau khi về nhà cô liền dùng thử nó. Hình ảnh rất rõ ràng, mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn. Tiếp đó cô đến cửa hàng tiện lợi mua sắm, gặp một người quen thuộc, chính là anh chàng quản lý chung cư. Anh chàng có vẻ quan tâm đến cô. Sự quan tâm lạ thường khiến cô sợ hãi vội vàng rời khỏi. Khi cô bước ra đến cửa, cô nghe thấy mặt hàng mà anh chàng mua cũng có giá 3.200 won, và trên tay của anh ta cũng đeo chiếc đồng hồ điện tử cũ. Ki Ung Min nhanh chóng về nhà trong sợ hãi. Sau khi trở về nhà, cô khóa hết ba ổ khóa cho an toàn. Trong lúc cô vô cùng lo sợ, cảnh sát bỗng gọi điện thoại. Họ báo tin cho cô gái biết tên biến thái vừa bị giết rồi, có nghĩa hung thủ thực sự là một người khác. Biết tin này, Ki Ung Min choáng váng vô cùng, tất cả lông chim lông cò dựng ngược hết cả. Trong lo sợ, cô bỗng nhìn thấy hộp thức ăn cho mèo trên bàn. Vì vậy cô từ từ mở điện thoại ra xem camera giám sát. Trên màn hình, thằng bảo vệ chung cư đã đến đây trốn dưới gầm giường. Cô bắt đầu sợ đến sởn cả gai ốc. Hai chân đang bình thường rồi bắt đầu run lên bần bật. Nhưng ba ổ khóa trên cửa vô tình chặn đường chạy của cô. Khi Ki Ung Min tỉnh lại, cô cảm thấy cơ thể cứng nhắc, và ở sau lưng cô chính là tên biến thái đang ôm phía sau. Hắn cũng bắt đầu truyền thuốc mê vào người. Tên này nói rằng nếu chống cự thì sẽ bị cắt hết chân tay.
Hắn vuốt ve mái tóc cô như vuốt ve đầu một con búp bê vậy. Đột nhiên Ki Ung Min bật dậy cắn vào tay hắn, rồi cố gắng bỏ trốn một cách tuyệt vọng. Nhưng do tác dụng của thuốc mê, cô chỉ có thể loạn choạng lê bước. Tên biến thái cũng điên cuồng đuổi theo. Mà đây vốn là một khách sạn bỏ hoang đã bị bịt kín không có đường thoát. May thay lúc này cảnh sát đến kịp phía bên ngoài. Rất nhanh chóng tên sát nhân đã tìm thấy phòng Ki Ung Min đang trốn. Đúng lúc hắn cắm chìa khóa mở cửa vào, rất may có tiếng động thu hút hắn đi. Anh cảnh sát Kim vào đến nơi đột nhiên bị đánh lén. Hai bên cứ như vậy lao vào đánh nhau. Không ngờ cảnh sát được huấn luyện mà lại không đấu nổi một tên quản lý. Cuối cùng bị hắn ta giết chết tàn nhẫn. Ki Ung Min sợ hãi quỳ sụp xuống đất. Hắn rất nhanh vật lộn đè được lên người của cô. Ki Ung Min với được súng cảnh sát bắn ra lại không có đạn. Tên biến thái liên tiếp đánh ngất luôn Ki Ung Min, rồi từ từ nâng dìu lên chặt tay cô gái. Ki Ung Min rất nhanh bấm tay vào vết thương hắn rồi bỏ chạy. Trùng hợp thay tủ đồ lại đổ ập xuống chọc đinh xuyên tay hắn ta. Cả hai người bị chụp vào bên trong tủ. Giờ thì cô đúng là có chạy đằng trời. Cứ như vậy hai người giằng co với nhau sống chết. Tên bảo vệ cố nhún đau rút bàn gay bị kẹp ra khỏi đinh, lao đến bóp cổ Ki Ung Min không còn đường thở. Lúc nguy cấp, Ki Ung Min đẩy tên giết người vào cây đinh trên tủ. Cuối cùng thì tên hung thủ độc ác biến thái đã chết. Ở đoạn cuối câu chuyện, Ki Ung Min được xét xử là tự vệ vô tội và được thả ra. Nhưng sau cơn ác mộng cô vẫn có chút lo lắng. Mỗi lần về nhà đều nhìn xuống gầm giường như một thói quen. Những cô gái độc thân sống một mình giữa xã hội này nhất định phải tự bảo vệ an toàn cho bản thân. Mà tốt hơn là nên ở với bố mẹ là an toàn nhất các bạn.